Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt con mèo bèn giấy rồi xanh lá đậm như thế này. Và chúng ta cùng theo dõi cách thực hiện như thế nào ở video sau. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn lò mà cắt con mèo bèn giấy tương tự như thế này các bạn. Hôm nay mình sẽ cắt màu xanh lá đậm. Trước hết chúng ta chuẩn bị dụng cụ để làm con mèo này. Bút chì, kéo, thước và một bút cọ màu đen các bạn. Mình hôm nay mình làm một đôi mèo bằng giấy. Mình sẽ dùng giấy màu vuông 15 x 15 các bạn. 15 x 15 cm và trước hết mình sẽ dùng một tờ và một tờ mình sẽ để qua đây cho nó gọn. Giờ trước hết thì chúng ta sẽ gấp theo chiều chéo này, gấp đôi là theo chiều chéo. Xéo này các bạn, chúng ta gấp xéo đường sâu từ cái mép đi nè, cái điểm này là khoảng chúng ta chiều khoảng 3 cm. Này chúng ta cũng gấp này thành cái ngon. Phía dưới này cũng nhạy các bạn, chúng ta gấp ngon từ điểm này qua nè. Sau cái gấp này nè, giữa cái này, cái phần giữa xong rồi đặt sau lại. Để mình dùng một bút cọ màu đen nha, mình sẽ vẽ mũi đầu cho mèo mình, để vẽ từ trên giữa mình vẽ xuống. Đấy, mình sẽ vẽ cái cây như thế này. Còn cái tô màu đen nữa mà. Mình sẽ vẽ mát mèo này. Mũi mèo.
nghe rau các bạn. Đấy. Mình vẽ xong một chú mèo mới xanh lá rồi đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục. Mấy con mèo còn lại nữa các bạn. Mình cũng theo chiều chéo nè. Chúng ta lại gấp chéo lại một lần nữa, chúng ta gấp tương tự con mèo rồi gấp xong các bạn. Mình mở ra chúng ta lần lượt gấp chéo lên show cho từ cái góc này xuống điểm này chuyển qua sang tay nha. Như này cũng tương tự. Và mình bắt đầu gấp từ góc bên này, chạy qua bên này, kéo phần tay này xuống. Đấy. Sau cho cái góc của chúng ta để tầm chỗ tầm bên giữa các bạn. Chúng ta hãy rút. Phần dưới này chúng ta cũng gấp gần lên tương tự. Giờ mình dùng gốc cỏ nó màu đen này. Mình sẽ vẽ năm cái mèo này. Mát mèo mũi mèo im hết cho mẹ và đây là con mèo. Mình đã hoàn thành xong phần gấp và vẽ con mèo màu xanh lá nha các bạn. Và mình xin chào tạm biệt các bạn, bye bye, chúc các bạn thực hiện thành công, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.